vịt béo bởi vì tham ăn, nên đã đâm thẳng đầu vào trong đống đất. Cũng may có bạn tốt vịt gầy giúp đỡ, nó mới có thể kéo được đầu ra ngoài. Còn con giun béo mà nó vừa bắt được ban nãy, hóa ra là đuôi của một con chuột đồng. Vịt béo không chịu rút kinh nghiệm mà tiếp tục ngắm đến sâu đỏ bên cạnh. Cũng may có bạn tốt vịt gầy kịp thời ngăn lại, quả nhiên là bạn tốt của nhau. Lúc này một con chim nhạn đang vừa bay vừa tán gái, kết quả đã không cẩn thận lao thẳng vào đàn vịt con bị dọa bỏ chạy tán loạn khắp nơi. Chim nhạn dùng mông phanh cũng không thể dừng lại được, cuối cùng rơi thẳng vào trong hồ nước. Xin chào anh bạn trẻ, đàn chim nhạn rất coi trọng lần bay về phía nam này. Vì thế tất cả thành viên trong đàn đều xếp theo đội hình. Chỉ có một mình A Bằng là ngó lơ, nó thậm chí còn ngủ lại bên bờ sông. Lúc này vịt béo và vịt gầy cũng bị lạc đàn, chỉ có thể trốn vào trong cống nước. Trên cây có một con mèo rừng đang ngồi liếm lông, rất rõ ràng nó đã ngắm đến hai chú vịt đáng thương. Buổi tối vịt béo và vịt gầy âm thầm rời đi, nhưng vẫn bị mèo rừng phát hiện ra. Vị béo và vịt gầy bị dọa sợ vội vàng chui vào bên trong bụi lau, mèo rừng lập tức đuổi theo phía sau, trùng hợp đụng mặt với A Bằng ở bên trong. Một trận đại chiến lập tức nổ ra, A Bằng lợi dụng ưu thế của bản thân, đánh cho mèo rừng không thể mở mắt. Cuối cùng mèo rừng không cẩn thận vấp phải rùa xanh, trực tiếp lăn thẳng xuống sông, sau đó lại bị một con cá lớn nuốt chửng. Cảnh tượng này đã bị vịt béo và vịt gầy trốn ở gần đó nhìn thấy. Vịt béo không hề do dự mà ôm lấy chân của A Bằng. Đừng như vậy, mất mặt quá. Cảnh tượng này đã bị con hạc bên cạnh nhìn thấy và cười nhạo, khó khăn lắm mới A Bằng mới thoát được sự đeo bám của vịt béo. Nó cất cánh bay đuổi theo đàn, ai ngờ khi ngoảnh đầu lại thì thất vịt béo đang cắn chặt lấy đuôi của mình không buông. Làm ơn, mi bỏ qua cho ta được không? Toi rồi, A Bằng bị đụng đến đầu óc quay cuồng ngất trên mặt đất. Lúc này chiếc chiêng đồng bất ngờ rơi xuống, chèn thẳng qua cánh của A Bằng, khiến cho cánh của nó bị gãy ngang. Trong thời gian ngắn A Bằng sẽ không thể bay được nữa. Vì để có thể sống sót ở nơi xa lạ này, A Bằng quyết định quay lại tìm vịt béo và vịt gầy. Một khi gặp phải nguy hiểm, nó có thể dùng chúng làm bia đỡ cho mình. Nhưng điều khiến A Bằng không thể ngờ được là vịt béo và vịt gầy lại đột nhiên trở nên cảnh giác. Mẹ dặn không được tùy tiện nói chuyện với người lạ. Người lạ ư? Không thể nào, là ta đây mà. Ông là ai? A Bằng thấy xung quanh không có người, liền cẩn thận trả lời rằng: ta là mẹ của các con. Vịt béo lập tức hưng phấn bổ đến. Sự nhiệt tình của nó khiến A Bằng khó mà đỡ được. A Bằng bắt đầu lừa gạt hai chú vịt ngây thơ, nó sẽ đưa chúng về với đàn. Nhưng vịt béo và vịt gầy di chuyển rất chậm, còn liên tục đưa ra những câu hỏi rất khó đỡ. A Bằng suýt chuột bị chúng làm cho tăng huyết áp mà chết. Nhưng phiền phức mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Dưới hồ đột nhiên xuất hiện một con quái vật, khiến cho rùa xanh bị dọa rụt cổ vào trong mai. Con quái vật khẽ lắc mình, không ngờ lại là con mèo rừng tối hôm qua. Mèo rừng giơ móng bắt lấy rùa xanh, dùng đủ mọi cách đe dọa dụ dỗ để chiết được thông tin về A Bằng. Sau khi biết được chuyện A Bằng đã bị gãy cánh, mèo rừng lộ ra nét mặt rất hưng phấn. Nó chuẩn bị tối nay sẽ làm thịt A Bằng để trả thù. A Bằng lúc này vẫn không hề biết rằng nguy hiểm đang đến gần. Vì không muốn vịt béo và vịt gầy chạy lung tung, A Bằng đã dùng dây buộc chân của chúng lại và đưa chúng đi theo đường tắt cho nhanh. Vịt béo và vịt gầy chơi đùa rất vui vẻ, A Bằng lại bị dọa đến suýt bắn tim ra ngoài. Chúng đội cả mưa đêm để lên đường. Vịt béo và vịt gầy bị tiếng sấm dọa sợ, ôm chặt lấy A Bằng không chịu buông. Cũng may gần đó có một ổ gà, gà mẹ là một người vô cùng tốt bụng, đã đồng ý cho chúng ngủ nhờ lại một đêm. Nhưng vịt béo và vịt gầy lại làm ồn không chịu ngủ, A Bằng chỉ đành kể chuyện ma cho chúng nghe. Vịt béo bị dọa sợ đến bật khóc, gà mẹ thấy vậy vội gọi vịt béo và vịt gầy lại. Vịt béo và vịt gầy xa vào lòng của gà mẹ, chúng rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ ngon. Ngày hôm sau A Bằng nhân lúc vịt béo và vịt gầy chưa dậy, đã quyết định âm thầm rời đi một mình. Bởi vì nó cảm thấy vịt béo và vịt gầy rất phiền phức, nhưng ếch xanh ở ngoài cửa lại không ngừng kêu lớn. A Bằng chỉ đành đá bay nó đi. Nhưng lúc này vịt béo và vịt gầy cũng đã tỉnh, A Bằng chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cả, đưa theo vịt béo và vịt gầy tiếp tục xuất phát. Nhưng nó không hề biết rằng khi vịt béo lên cơn đói thì sẽ đáng sợ như thế nào. Vịt béo bắt đầu phát điên, túm lấy đồ la cắn. A Bằng bị dọa sợ, tôi muốn ăn bây giờ và lập tức. A Bằng chỉ có thể nhanh chóng đi tìm đồ ăn. Đầu tiên nó lấy ra một con ếch xanh, sau đó là một con bọ hung, cuối cùng là một con sâu lông màu đỏ. A Bằng ném con sâu lông lên, thành công đưa vào trong miệng của vịt béo. Nhưng vịt béo vừa nuốt sâu lông chưa được bao lâu đã lập tức nôn ra người của A Bằng. Cũng may vịt gầy kịp thời tìm quả dại đến, mới thành công hóa giải được nguy cơ lần này. Trên đường đi họ gặp được một bà cô chở hàng, A Bằng nhân lúc bà ấy không chú ý đã lao đến cướp lấy chiếc xe ba bánh, sau đó đưa theo vịt béo và vịt gầy cùng tận hưởng cảm giác mạnh. Nhưng bởi vì chân quá ngắn không thể đạp đến phanh xe, cộng thêm việc xuống dốc vấp phải đá, A Bằng và vịt béo vịt gầy đã bị hất lên xe chở lợn phía trước. Lúc này mèo rừng cũng đang bám sát theo phía sau. A Bằng, vịt béo và vịt gầy cùng nhảy múa với lợn trên thùng xe. Trong lúc không cẩn thận, A Bằng đã cắn trúng một sợi dây, cả thùng xe cứ vậy mà bị đổ xuống, trực tiếp đè thẳng lên người của mèo rừng. A Bằng cũng không khá hơn là bao, một con lợn béo từ trên trời rơi xuống đè thẳng lên đầu của nó. A Bằng đưa theo vịt béo và vịt gầy đến một hang động.
Khi A Bằng đang kể chuyện một cách hăng say, thì mèo rừng bất ngờ xuất hiện và vồ đến. Trong lúc nguy cấp, A Bằng đã nghĩ ra một cách, nó nhổ lấy một sợi lông của vịt béo, thử dùng nó dò tìm lối ra của hang động, nhưng bên ngoài hang động lại là một thác nước, chúng lại cùng nhau trải qua một màn trôi giặt đầy kích thích. Sau khi trải qua một quãng đường gian khổ, A Bằng cuối cùng cũng tìm thấy bầy đàn của mình, nhưng đàn chim nhạn rất nhanh đã chuẩn bị xuất phát, A Bằng vẫn không thể trở lại được với bầy đàn. Vịt béo với vịt gầy cũng nhận ra A Bằng là đang lợi dụng chúng, vì thế quyết định vạch rõ giới hạn với nó. Đến vịt béo cũng không lên tiếng níu kéo A Bằng nữa. A Bằng gặp được một bác sĩ giang hồ. Sau khi xem qua tình trạng cánh của A Bằng, bác sĩ liền dùng phương pháp độc môn của mình để điều trị cho nó. A Bằng đau đến chết đi sống lại. Sau khi châm cứu xong, bác sĩ mới phát hiện ra là chữa nhầm bên. Bác sĩ dùng cành cây cố định lại bên cánh bị gãy cho A Bằng, sau đó huấn luyện cho nó cách bay mới. Còn A Bằng cuối cùng cũng được trở lại với bầu trời rộng lớn. Nó cuối cùng cũng có hy vọng trở lại với bầy đàn rồi. Vịt béo và vịt gầy lúc này vẫn ở trong rừng. Chúng cùng nhau trải qua một đêm dài đầy lo lắng và sợ hãi. Ngày hôm sau chúng đã gặp được một người chăn vịt, vì thế liền đi theo trở lại chuồng. Ở đây chúng đã bị một đầu bếp phát hiện ra. Đầu bếp từ từ lại gần vịt béo và vịt gầy. Cảnh tượng này trùng hợp bị A Bằng đi qua nhìn thấy. A Bằng nghĩ cách lẻn vào trong nhà hàng, trốn dưới gầm bàn của một đôi tình nhân. Lúc này vịt béo và vịt gầy cũng sắp trở thành thức ăn trên đĩa. Đầu bếp giơ con dao trong tay lên. Cũng may A Bằng kịp thời ra tay, thu hút sự chú ý của đầu bếp. Đầu bếp quay đầu lại nhìn thử, thì thấy bà cô rửa bát đang vẫy tay với mình. Vì thế liền lập tức vui vẻ bước tới. A Bằng nhân cơ hội đưa theo vịt béo và vịt gầy, trốn vào bên trong tủ nhà bếp. Đầu bếp cầm dao tìm kiếm khắp nơi. Vịt béo còn không hề lo lắng mà ăn hết cả hộp ớt. Sau đó bắt đầu không khống chế được mà nấc cụt. Tiếng nấc này đã thu hút sự chú ý của đầu bếp. Vịt béo rất nhanh đã bị phát hiện ra. Lúc này nó phun ngọn lửa trong miệng ra. Đầu bếp lập tức ôm lấy mặt mà bỏ chạy, sau đó đâm thẳng đầu vào trong chung nước. Đội quân vịt con nắm chuẩn cơ hội, toàn bộ kéo nhau chạy vào trong nhà hàng, khiến cho nơi này bị biến thành một đống hỗn loạn. Đầu bếp vốn muốn chạy ra báo thù, nhưng lại bị cánh cửa kẹp lại. Vịt béo và vịt gầy cũng bị lạc khỏi A Bằng. Đợi đến khi tìm thấy, thì cũng đã nằm trong tay của mèo rừng rồi. Mèo rừng nhấc vịt béo lên và liếm một cách ngon lành. Lúc này trên trời bất ngờ xuất hiện pháo hoa, ánh sáng đầy sắc màu bao trùm cả bầu trời. Vịt béo và vịt gầy liền nhân cơ hội bỏ chạy. A Bằng cũng ngắm chuẩn thời cơ, dùng đầu húc thẳng vào người của mèo rừng. Khi đang chuẩn bị dùng chiêu Thái Sơn áp đỉnh, thì lại bị mèo rừng dùng móng đập vào mặt. Cũng may pháo hoa trên đất bị đốt cháy, giúp chúng có thời gian để chạy trốn. Nhưng A Bằng vẫn bị mèo rừng đuổi được, vì để bảo vệ cho vịt béo và vịt gầy, nó đã quyết định đứng ra đấu tay đôi với mèo rừng. A Bằng đạp mạnh chân, mặt băng lập tức nứt ra. Mèo rừng túm chặt lấy chân của A Bằng, kéo nó xuống nước cùng mình. Vịt béo và vịt gầy lập tức đẩy thùng gỗ trên bờ xuống, khiến mặt băng bị thủng một lỗ lớn. A Bằng đạp mạnh về phía của mèo rừng, sau đó bình an leo lên bờ. Khi đang chuẩn bị rời đi, thì mèo rừng lại bất ngờ xuất hiện. Nó từng bước ép A Bằng và vịt béo vịt gầy vào ngõ cụt, sau đó trực tiếp bổ thẳng lên người của A Bằng. Nhưng nó đã đánh giá thấp sức sát thương của vịt béo và vịt gầy. Không biết chúng lôi từ đâu ra một đống pháo hoa, sau đó buộc vào đuôi của mèo rừng, dây dẫn bị đốt cháy. Mèo rừng cũng theo đó mà bị kéo lên không trung, biến thành một bức tranh rất đẹp mắt. A Bằng mang theo cơ thể đầy thương tích, đưa theo vịt béo và vịt gầy rời đi. Chúng tiến từng bước đầy khó khăn trong bão tuyết. Khi thấy vịt béo sắp không trụ được nữa, A Bằng liền ôm lấy chúng đặt lên lưng, đến tận khi kiệt sức và rơi xuống núi. Cho dù đích đến có nằm ngay gần trước mắt, thì A Bằng cũng không thể đứng dậy được nữa rồi. A Bằng nói vịt béo và vịt gầy không cần phải lo cho mình. Nhưng vịt gầy lại nói rằng, chúng ta nhất định phải đoàn kết cùng nhau, bởi vì chúng ta là người nhà. Sau đó vịt béo và vịt gầy đẩy cánh của A Bằng, cùng nhau tiến về phía trước. Đến cuối cùng A Bằng cũng thành công cất cánh, nhưng chúng cũng không kiên trì được bao lâu. Cũng may đàn chim nhạn kịp thời xuất hiện, thành công đỡ được A Bằng. Chúng cùng nhau đáp xuống bên bờ hồ. Vịt béo và vịt gầy cũng hòa nhập với đàn chim nhạn. Lần mạo hiểm đặc biệt này đã khiến A Bằng học được rất nhiều điều có ích, cũng giúp chúng ta hiểu ra tình bạn thì không phân chủng tộc hay giống loài.